Tạc lon, trò chơi ngày ấy. Đối với thế hệ 8X, 9X ngày xưa, tạc lon thì không hề xa lạ. Ngày xưa không có nhiều điều kiện, tiện nghi, vật chất, trẻ em thường thích vui chơi ngoài trời. Những trò chơi khi đó thường là tự nhiên, đơn giản, dựa trên những gì có sẵn. Tạc lon là như vậy. Chỉ cần một chiếc lon thiết và một chiếc dép bất kỳ là mọi trẻ em đều có thể vào cuộc. Cách chơi thì vô cùng đơn giản, nhưng có thể khiến một trẻ chơi say mê, quên lối về. Một chiếc lon được đặt ở khung kẻ ô. Người còn lại lần lượt đứng ở vạch ngang và tạc lên sao cho dép trúng lon văng ra khỏi cái khung kẻ đó. Khi đó người tạc lon phải lượm dép và chạy về vạch để người giữ lon không bắt được thì xem như là thắng cuộc. Còn người giữ lon phải nhặt lon đặt vào khung, sau đó mới có quyền đuổi theo người tạc lon. Nếu người giữ lon đụng được người tạc lon thì người tạc lon thua, phải trở thành người giữ lon. Trò chơi cứ thế tiếp diễn. Những cái mình vừa chia sẻ là hồi xưa và bây giờ được tái hiện lại có chút biến đổi. Xem video này ha. Yeah.
Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tạc lon là một trò chơi không phân biệt nam nữ, bất cứ ai miễn có dép là có thể chơi. Trò tạc lon ngoài chuyện giúp vận động chạy nhảy còn là cơ hội để các bạn trẻ khoe dép. Những chiếc dép khác màu đủ mọi hình thù được ném điệu nghệ trên sân, quay quanh chiếc lon chỉ chờ cơ hội để tạc. Vừa kịch tính vừa thú vị lại năng động vô cùng. Trong một buổi chiều mát mẻ được chơi cùng nhóm bạn trò này thì còn gì bằng. Rồi, video mình xin kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.